Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Sư Phụ trụ trì và chư Tăng tại Bổn Tự, và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử trong cái khóa Phật Thất lần thứ 83. Kính thưa tất cả quý vị, Đức Thế Tôn, Thích Ca Mâu Ni, Như Lai của chúng ta khi vừa mới thành đạo, Ngài có một cái nghĩa cử rất là đặc biệt, rất đặc biệt mà ít có người nhớ. Đó là vừa thành đạo xong á, Đức Thế Tôn để ra hàng tuần lễ để ngắm và cảm ơn cái cây Bồ Đề. Suốt hàng tuần lễ, Đức Thế Tôn đi kinh hành chung quanh cõi Bồ Đề. Ngài ngắm cái cây Bồ Đề và Ngài cảm ơn cây Bồ Đề. Cảm ơn vì chính ở dưới cội cây này, ngay nơi cái cội Tất Bát La này, mà Ngài đã thấu suốt tận cùng chân lý của nhân sinh vũ trụ vạn vật. Cho nên Ngài cảm ơn. Thì vừa thành Phật thôi thì Ngài đã cho chúng ta một cái bài học rất là lớn, là bài học tri ân và báo ơn. Sau đó một điều đặc biệt thứ hai nữa đó là Ngài suy nghĩ rằng mình phải tu cái pháp cung kính. Cho nên Ngài dùng huệ nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn để soi khắp 1 tỷ hành tinh, 3.000 đại thiên thế giới, để Ngài tìm cái vị nào xứng đáng để cho Ngài tôn kính làm thầy. Nhưng mà Ngài soi tận cùng hết tam thiên đại thiên thế giới thì không thấy có cái người thấu suốt tận cùng chân lý giống như Ngài. Cho nên Ngài tôn cái pháp làm thầy, tôn cái chánh pháp mà Ngài chứng đắc được duyên khởi vô ngã đó làm thầy. Như vậy thì chúng ta thấy vừa thành đạo thôi, Ngài đã cho chúng ta hai cái bài học rất là sâu sắc mà chúng ta quên và ít để ý. Thứ nhất là cảm ơn, biết ơn. Thứ hai là cung kính. Đó là hai cái bài học đầu tiên rất là quan trọng. Như vậy thì nếu mình nói rằng mình cảm ơn á, thì trong cuộc đời này ai là cái người ân đức nhất đối với mình nếu không phải là cha mẹ? Trong tất cả những người mình mang ơn, trong tất cả những bậc mà mình thọ ơn, thì cái ơn mà lớn lao nhất, vĩ đại nhất, to tát nhất, sâu nặng nhất, đó là cái ơn của cha mẹ. Cho nên ở trong Tăng Di Bộ Kinh, Đức Phật dạy cho các vị đệ tử xuất gia thường theo kề cận Ngài: này các tỳ kheo, có hai hạng người trả ơn không thể nào được, đó là cha và mẹ. Nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, làm như thế suốt 100 năm thì cái người con cũng chưa làm đầy đủ hay là trả ơn hết đối với cha mẹ. Nếu đấm bóp, thoa sức,
tắm, gội, rửa. Thậm chí là chăm sóc khi cha mẹ bệnh đại tiểu tiện, thì cái người con cũng chưa làm đủ hay là trả cái ơn đầy đủ đối với cha mẹ. Vì sao vậy? Vì cha mẹ đã hy sinh tất cả cho con cái, nuôi dưỡng con lớn khôn, dạy dỗ con vào đời. Sữa mẹ mà những người con uống, ở trong người đã lưu truyền, luân hồi ở trong một thời gian dài. Cái này là nhiều hơn, chứ không phải nước ở trong bốn biển là nhiều hơn. Và một hôm Đức Thế Tôn cũng hỏi các thầy tỳ kheo: các thầy có biết ở trên trái đất này cái gì là nặng nhất, cái gì là lớn nhất không? Các thầy tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn: Thế Tôn là con mắt của Pháp, Thế Tôn là gốc của Pháp, Thế Tôn là chủ của Pháp, xin Đức Thế Tôn khai thị chỉ mở cho chúng con. Đức Phật nói trái đất chưa phải là nặng, địa cầu chưa phải là lớn. Công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mới là nặng, mới là lớn. Quý Phật tử có thường nhớ tới cái thâm ân sâu nặng lớn lao này nhiều không? Cái ngày lễ Vu Lan, cái mùa báo hiếu, chính là ôm nhắc lại mình tụng kinh Vu Lan. Quý Phật tử có tụng báo hiếu trong tháng 7 không? Có khóc không? Khóc nhiều không? Mà trở về nhà có hiếu không? Đó. Ôm lại, nhắc lại để cho mình nhớ, mình nhớ để mình thực hiện. Chứ không phải mình vô mình chỉ lại một quyền liên nhiều, cung kính Ngài quá, nhưng mà trở ra mình cũng giống y như lúc trước. Thì chưa phải là thật sự cái ý Đức Phật cũng như ý Ngài một quyền liên muốn. Cho nên có một cái anh chàng thanh thiếu niên ăn chơi sa đọa, lỗi lầm cho tới rơi vào trong cái con đường tối tăm của xã hội đen. Nhưng mà sau này cái anh chàng này á, hồi đầu thị ngạn, quay đầu trở lại là bờ, và được làm một con người lương thiện và biết tu học Phật Pháp. Thì anh này đã phát biểu một cái câu mà cả hội trường hàng mấy chục ngàn người là xúc động. Câu đó như thế nào? Anh nói rằng nếu như đối với cha mẹ của mình mà mình không thật sự thương yêu, không thật sự có hiếu thảo, thì mình đừng bao giờ nói là mình thương ai được hết trơn. Quý Phật tử thấy câu nói này chính xác không? Cái người sanh mình ra, nuôi mình lớn lên, cho mình cả cuộc đời sự nghiệp, cho mình tất cả mọi thứ mình đang có là cha mẹ, mà mình không thật sự thương, quý, hiếu thuận, như vậy thì mình nói mình thương tất cả những người khác đều là nói dối, không có nói thật. Chính vì thế mà cái đạo nghĩa căn bản của người Phật tử, cái chữ hiếu là làm đầu. Cha mẹ ân thâm tợ đất trời, nuôi con khó nhọc chẳng đầy vơi, mở vòng tay lớn vì con trẻ, hướng dẫn con đi suốt cuộc đời. Tất cả quý vị đã từng làm cha mẹ, quý vị hiểu hơn ai hết tấm lòng của cha mẹ đối với chúng ta. Và cái chữ hiếu đó, cái đạo hiếu đó, chúng ta cần phải
truyền bá, cần phải ca ngợi, cần phải giải thích, hướng dẫn cho con, cho cháu mình, à, để làm tròn cái bổn phận, trách nhiệm, cũng như là cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta. Mà cái chỗ thuận lợi nhất để cho mình bày tỏ cái tấm lòng của một người con đối với cha mẹ là chùa. Mà cái thời điểm thích hợp nhất là tháng 7. Và cái ngày quan trọng nhất là ngày rằm. Cho nên vừa rồi ở chùa Bảo Liên Minh Thành có tổ chức cái chương trình rửa chân dâng trà cho cha mẹ. Và nhiều Phật tử xúc động, rất là tha thiết. Bởi vì có khi suốt cuộc đời mình cũng hiếm có lần nào mà mình lại mà mình cầm cái đôi bàn chân của cha mẹ để mà mình á, lau chùi, mình nâng niu đôi bàn chân. Cho nên á, khi mà tổ chức cái lễ Vu Lan đó, rất nhiều Phật tử cảm động, rồi bưng quỳ ở dưới chân cha mẹ, rồi dâng cái chung trà lên, rồi sau đó nói lên những cái lời cảm xúc của mình. Quý Phật tử hồi đó tới giờ có khi nào rửa chân cho ba má lần chưa? Hiếm có mà hiếm lắm. Có khi nào mình rót cái chung trà mà mình quỳ ở dưới chân cha mẹ mình dâng lên, chắc có cái ngày mà đám cưới rồi sau đó thôi. Cho nên Minh Thành mong quý Phật tử cái ngày rằm tháng 7, nếu còn cha mẹ, mà nếu cha mẹ đã quá giảng rồi, mình cũng nên làm vậy ở trước cái bàn thờ. Còn nếu cha mẹ còn sống, nhất là những thanh thiếu niên trẻ, nên làm, nếu được vào trong chùa, còn nếu không ở ngay nhà mình. Để làm gì? Cho mình phải nhớ lại cái công lao. Xin thưa quý Phật tử, cái công lao của cha mẹ quý Phật tử nghe nhiều rồi, quý Phật tử cũng hiểu nhiều đối với người cư sĩ tại gia. Nhưng hôm nay Minh Thành giới thiệu đặc biệt chút là đâu phải người xuất gia của các thầy rồi thì cha mẹ không còn thương đâu quý vị. Vì thấy người con xuất gia rồi, cha mẹ còn lo không? Còn không? Lo tới chừng nào mới hết lo? Lo cho tới hơi thở cuối cùng. Cho nên quý vị thấy, giàu là còn ở bên cha mẹ hay là đi xa xôi làm ăn, thậm chí là đã xuất gia thoát tục rồi, nhưng mà cái tình thương đó cũng không bao giờ là phai nhạt. Hôm nay Minh Thành kể cho quý vị nghe cái chuyện xưa, hồi xưa thật là xưa, nó xưa vô cùng xưa. Thì có cái anh chàng đá banh, anh chơi đá banh, mấy anh thanh niên nó chơi đá banh, đá sao đá văng cái trái banh trúng vô cái con mắt của cái cô bán gạo. Cái cô này cũng chửi quá cỡ, thì khi nghe cô chửi như vậy đó, thì bà mẹ của cái ông đá banh đó mới nói rằng con gái nhà ai mà hiền quá, để mai mốt kiếm đem về làm giống. Nói chơi câu vậy thôi à, nói chơi vậy á, mà không ngờ nói chơi mà nó thành thiệt. Sau khi cái anh chàng đá banh đó, anh đá trúng cái cô bán gạo rồi đó, thì anh cứ đi tới anh thăm, anh coi có cái vết thương á, nó bớt bầm chưa. Rồi sau đó anh lo hoài, lo riết, rồi cuối cùng á, là hai người thành vợ thành chồng, có 4 đứa con, một
đứa con gái mà ba đứa con trai mà con đứa út cuối cùng bây giờ nó ngồi đây nè, là Minh Thành. Chuyện tình của chàng đá banh và cô bán gạo. Xin thưa quý Phật tử là Minh Thành có một người cha, năm nay 73 tuổi rồi. Thì khi mà Minh Thành còn nhỏ, Minh Thành nhớ rất rõ là lúc đó mẹ ở nhà đó là buôn bán tạp hóa, còn ba Minh Thành đó là đi kiếm thuốc nam, kiếm thuốc nam hàng cả hơn cả chục năm, cũng kiếm thuốc nam về rồi chặt thuốc nam rồi phơi rồi để làm từ thiện cho người ta. Lại phòng thuốc nam bị chú ruột Minh Thành là chủ của cái phòng thuốc nam đó có đi học về y hốt thuốc cho người ta. Thì là ba Minh Thành đi kiếm thuốc nam là mười mấy năm, sau đó đó là bán nước đá, rồi kế rồi sau đó nữa đó là đi đắp y tượng Phật. Tất cả các chùa nghèo ở trong vùng sâu vùng xa, mà cái chỗ nào mà cái áo Phật cũ thì ông rủ một cái nhóm mà họa sĩ đi đến để đắp y công quả, sơn áo lại cho Phật, giác vàng, và làm cũng cả gần cả chục năm như vậy. Thì hôm đó Minh Thành đang đi chia sẻ Phật Pháp, Hoằng Pháp ở tại Úc Châu, ở Sydney. Thì Minh Thành nhận được cái cú điện thoại mà cô Minh Thành, ở nhà Minh Thành có bốn cô không có gia đình lo cho Minh Thành. Minh Thành gọi là tứ đại thiên dương. Ăn chay 40 năm mà thương lo Minh Thành lắm. Thì cô điện thoại qua, cô vừa nói vừa khóc nức nở. Bây giờ ba ông bây giờ nguy cấp rồi, và ung thư. Thì lúc đó Minh Thành đang ở tại Sydney. Thì bây giờ kêu Minh Thành làm sao phải sắp xếp phải về gấp. Mà xin thưa quý Phật tử rằng mỗi một lần đi Hoằng Pháp ở xa vậy phải lên lịch trước cả 6 tháng. Tất cả các thành phố lớn, các tiểu bang đã lên lịch hết rồi. Mà bây giờ Minh Thành không về cũng không được. Mà về thì bỏ hết tất cả chương trình ở đây. Mà ba vì mà đang bệnh nặng như vậy. Thì Minh Thành mới kêu gia đình là ra cái chợ Cải Tàu. Bởi vì nhà Minh Thành là ngay chợ Cải Tàu Hạ đó, là mua hết tất cả cá rồi lương và tất cả con vật ngay chỗ chợ mà bán cá đó, mua hết cái chợ xuống sông thả ở giữa sông. Minh Thành kêu làm lập tức. Bây giờ xưa gia đình Minh Thành làm cái nghề sắt sanh. Thì đặc biệt là cái lúc đó, cũng ngay cái ngày đó, là bỗng nhiên cái có cái người đó bán chim đi ngang trước cửa nhà đó, 1.800 con chim. Mà hồi xưa gia đình Minh Thành là làm cái quán mà để mà khìa mấy con chim rô ti. Ngay lúc đó xong mấy cô Minh Thành cũng lanh trí, mua hết 1.800 con chim đó, thả trong cái ngày đó, vừa thả cá dưới sông mà thả chim ở trên trời. Ngay lúc đó Minh Thành mới vào ở trong một cái chùa lớn nhất ở tại đó. Chùa đó là chùa Nam Thiên của Hòa Thượng Tinh Vân Đại Sư. Thì Minh Thành vào, Minh Thành cầu nguyện hồi hướng công đức cho cha già. Thì lúc đó Minh Thành đi vào Đại Bi Điện, Quán Âm Điện. Thì lúc đó cái chỗ nó nhỏ mà người ta rất là đông, cho nên vô không được. Vô không được cái Minh Thành mới đi lên Đại Hùng Vũ Điện.
Thì xin thưa quý Phật tử rằng cái chùa của người Hoa đó thì là người ta khác với mình, nó có mấy cái miếng nệm này nè, mình quỳ lên trên đó mình lại, chứ không có lại dưới đất giống như mình. Và cái đường chánh giữa là cái đường đi của trụ trì vô, mình không được lại ngay chỗ đó. Ví dụ cái đường giữa này là đó, là cái đường đó mình không được đi, mình lại hai bên thôi. Thì lúc đó mình thành, bị mình quen tinh thần của người Việt Nam, mình đâu có người Hoa đâu. Cho nên mình thành đứng ngay chỗ chánh giữa, phía dưới á, mình thành lại. Mới quỳ xuống nguyện thôi, có cái bà Phật tử người Hoa bà ra, bà nói, bà đuổi mình đi chỗ khác. Thì mình thành đang nguyện mà thôi bà đuổi, đuổi để mình nguyện cho xong, mới đang nguyện mà. Cái đuổi đuổi mình cứ nhấp tay mình niệm tiếp, bà đuổi lần thứ hai nữa. Cái nó thôi kệ, mình ráng nguyện cho xong rồi mình bước lên. Bà đuổi thêm lần thứ ba nữa. Cái mình thành mới nhiếp niệm lại, không có để cho cái tâm mình động. Nói cái cô này Phật tử mà sao mà mình người xuất gia chư tăng nữa, mà mình lỡ nguyện rồi mình nguyện xong mình bước qua, phải không? Nhưng mà mình vừa khỏi cái niệm cái mình nhiếp niệm lại liền. Ok, mình đang cầu nguyện cho cha, phải không? Nhiếp tâm lại. Xong cái mình thành bước qua bên kia, mình thành lại 10 lại cả cái tấm lòng chân thành cung kính và nguyện đem hết tất cả công đức hoằng pháp đó, hồi hướng cho cha già để cho ông có thể khỏe mạnh để mà trong những cái tuổi cuối cùng của cuộc đời để tu hành. Thì khi mình thành lại vừa xong, bên nhà phóng sanh vừa rồi đó, thì điện thoại cho hay là ông bớt hơn phần nữa. Thì lúc đó mình thành mới tiếp tục cái chương trình hoằng pháp. Và khi trở về đó thì đưa vào bệnh viện mà có cái kết quả cuối cùng đó, là bác sĩ nói rằng ung thư cuốn bao tử, phải cắt liền bỏ cái bao tử. Chỉ còn được, nếu mình để chỉ còn có 6 tháng thôi. Nếu không có cắt cái bao tử bỏ thì để như vậy sống được 6 tháng nữa thôi. Thì lúc đầu đó mình thành cũng là với nhà nó giấu, sợ cho ông hay đó thì ông suy sụp cái tinh thần. Nhưng cuối cùng bàn lại rồi mình thành quyết định là phải nói cho ông biết. Đã chứ ông thôi có gì nữa đổi thừa rồi làm sao. Gia đình Minh Thành tới 13 người cô với chú lận, nó gần hết cái chợ cải tàu. Thành ra mình đâu có tự quyền được. Cho nên cuối cùng nói ra đó thì nhất trí, Minh Thành và ba trong gia đình nhất trí là không cắt bao tử, mà đưa lên núi Pháp Ấn Sơn Bảo Lộc, cái chỗ Minh Thành tu đó, đưa ổng lên. Thì xin thưa quý Phật tử rằng là đưa lên hai người kè ổng lên, hai người kè ổng lên. Thì quý Phật tử biết rằng ông lên đó rồi đó, một ngày ông niệm Phật đó 20.000 câu. Niệm 10 câu bỏ một hộp mãng cầu dai. Niệm 10 câu cái bỏ một hộp mãng cầu dai. Niệm 10 câu cái bỏ một hộp mãng cầu gì. Một ngày đó ông làm một thời 2 tiếng, mà 4 thời của ông là 8 tiếng, giống như đi làm giờ hành chánh vậy đó. Rồi đó rồi ông ráng ông lại, rất là tha thiết chí thành. Lại lúc đầu có 20 mấy lại là muốn đi không nổi rồi, mà ông ráng, ông chảy nước mắt, ông cũng phải ráng quyết tâm lại sám hối. Sám hối cái nghiệp sát sanh hồi xưa đó. Thì ông lại về một ngày ông lại 108 lại. Rồi ông trì chú Đại Bi, niệm Phật, lại sám hối. Ăn lúc đầu gạo lứt muối mè, ăn riết không nổi nữa, ăn gạo lứt với rau với tàu hũ sơ sơ, rồi uống mấy cái lá đu đủ vậy thôi, đơn sơ vậy à. Thì ông ở đâu khoảng chừng 6 tháng, 8, 9 tháng, gần năm ông trở về khám. Thì bác sĩ hỏi ông rằng uống thuốc gì? Nó đâu có uống thuốc gì đâu, đơn sơ vậy thôi. Khám lại bác sĩ cho biết kết quả hết bệnh rồi. Mà bây giờ đó, khách lên tham quan đó, thì không phải khách kè ổng, mà ổng kè khách lên tới trên đỉnh núi luôn. Xin thưa quý Phật tử, cái điều đó là một cái kỳ tích Phật Pháp nhiệm màu. Mình thành kêu hoài lên hoằng pháp, nói nó thôi mắc cỡ lắm. Thì xin thưa quý Phật tử rằng là từ cái lòng chân thành sám hối, từ cái sự tha thiết tu hành, cũng như là tất cả chư tăng ở trên Pháp Ấn Sơn đều nhiếp tâm cầu nguyện cho ông hồi hướng công đức. Và
cái tâm mà ông bớt lo, không có lo nhiều. Cái chỗ đặc biệt là ở nhà không ai tưởng tượng được, là ông nói ông đi là ông đi luôn, không quay trở lại. Lâu lâu có việc gì về thăm hai ba bữa là trở lên núi ở luôn. Và xin thưa quý Phật tử là cái nhân duyên đầy đủ, lúc đó trên núi tổ chức lễ xuất gia, thì Minh Thành thỉnh Hòa Thượng luật sư Thượng Minh Hạ Thông là đệ nhất luật sư của nước Việt Nam lên để xuất gia truyền giới cho mấy chú, và ông xuất gia luôn. Bây giờ pháp danh là Pháp An. Mà xin thưa quý Phật tử rằng đó, khi mà ông về quê đó, mọi người chạy lại chúc mừng á, là người ta rất là bất ngờ. Bởi vì mặt mày trắng trẻo, hồng hào, da căng mịn lên, nói tiếng rỗn rãng hồi xưa mới lên. Bây giờ nhờ niệm Phật, lại Phật riết rồi đó, nói mà bên đây nói mà trên đỉnh núi còn nghe. Cho nên một mặt là cái không khí trong lành ở trên núi, thứ hai là cái chỗ tu hành linh địa, thứ ba đó là cái tâm ông bớt có lo lắng. Ở nhà thì lo con lo cháu đủ thứ trơn, lên đó còn lo gì nữa. Nói giờ tôi lo chết thôi ông ơi, chứ còn lo gì nữa. Bây giờ không chết thì lo tu, phải không? Rồi cộng với cái sự hộ niệm, cái sự đó nhiếp tâm hồi hướng của chư tăng, cũng như là cái niềm vui trong Pháp, ngày nào cũng nghe Pháp Minh Thành giảng hết. Hồi xưa thì ở nhà thì ổng giảng cho Minh Thành, bây giờ đi tu thì phải nghe Minh Thành giảng lại. Nó gọi là đương nhiên chi lý, lẽ đương nhiên. À, xin thưa quý Phật tử rằng là cả gia đình Minh Thành đó càng phát tâm đối với Phật Pháp, lòng tín thành. Cho nên thím, cô, chú hồi xưa ở nhà là bị đánh cự la Minh Thành á, bây giờ lên núi hết, quy y làm đệ tử hết ráo. Cho nên Phật Pháp nhiệm màu. Mà cái quan trọng nhất là cái tâm chân thành, cung kính và hiếu thảo. Khi mà Minh Thành đi xuất gia đó, xin thưa quý Phật tử, xuất gia ở chùa Bố Liên, quận Bình Thạnh, phường 25 đó. Là xuất gia dưới quê rồi, lên trên Sài Gòn này ở chùa Bố Liên học. Thì có một cái điều nó đặc biệt, phía cái phòng mình ở đó, sát phía đằng sau đó là cái nhà dân, mà cái nhà nó bán nước đá. Mà mỗi lần Minh Thành nghe mà cái tiếng dao sắc mà cưa nước đá đó, rẹt 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 đó, thì Minh Thành thấy giống như là dao nó khứa trong tim mình. Mình nhớ cha mình ở nhà cực khổ lắm. Bởi vì xin thưa quý Phật tử rằng là nuôi cho con ăn học, nuôi vợ, nuôi con, mà quý vị biết cái cây nước đá nó nặng lắm, mà mỗi ngày phải ôm, phải vác vậy, có khi chợt chân nó rớt xuống cái chân, nó dập thúi cái ngón chân. Chuyện rất là thường. Cho nên á, Minh Thành nghe mà khứa nước đá hay là đập nước đá cóp cóp là nó giống như đập vô tim mình á. Coi rằng là cửa không đã lắm người đắc đạo, riêng con trì trệ ở trong trần. Xin viết lá thư từ cha mẹ, nguyện thông đại pháp đáp từ thân. Xin đừng tựa cửa trong mong nhớ, xem tợ buổi đầu con không có thân. Cha mẹ hãy xem như là không có con đi, đừng nhớ con. Để cho con tu hành á, thông được đại pháp, thì lúc đó mới báo đáp được từ thân. Như người xuất gia quý vị đâu phải là bất hiếu với cha mẹ. Cho nên lúc đó Minh Thành còn nhớ rất kỹ, Minh Thành đi xuất gia trong một cái chùa quê lắm. Chùa đó gọi là chùa Phước Long ở Ông Yên ở Nha Mân á. Mà nhà thì ở chợ, mà đi vô cái chùa để xuất gia, xin thưa quý vị, sình lúng xuống là tới đầu gối.
mà cúp điện. Mà Minh Thành lại thích đi vô cái chùa ở trong quê vậy đó, đi xuất gia. Mà 6 tháng rồi đó mới trở về nhà đặng mà làm giấy tờ. Để Minh Thành nhớ rất là rõ một cái ngày Minh Thành xin đi xuất gia và cái ngày trở về thăm đối với bà mẹ đó. Cái ngày Minh Thành đi xin xuất gia đó, mẹ Minh Thành nằm ở trong phòng á, dãy lên khóc giống như là ai đánh. Cho nên Minh Thành đi xuất gia không có ai chứng kiến, ở nhà không ai cho đó, xin 3 lần 4 lượt không ai cho. Cuối cùng cái ngày Minh Thành đi xuất gia đó, xin thưa quý vị, rồi có một mình ông già đứng, ông rưng rưng nước mắt, còn nhiều người dưng khóc không à, đâu ai cho đâu đi. Cái ngày Minh Thành xuất gia, người lạ quát không, rằm tháng 10 khóc. Cho nên 6 tháng sau Minh Thành trở về làm giấy tờ đó, Minh Thành nhớ rất là rõ là lúc mà Minh Thành vào nhà thì bà mẹ cũng rưng rưng rồi, nhưng mà bà kèm lại, bà cầm cái bọc bọc mầm môi, không biết có cắn lưỡi không, không biết, cắn nhẹ nhẹ trong nhà cho đau đặng đừng khóc. Nhưng mà tới cái lúc mà Minh Thành bước trở ra đó, đi á, Minh Thành nhìn nhẹ nhẹ thôi chứ không dám quấy lại là chỗ cây cột vậy nè, cái bà ngồi xuống luôn, bà chảy nước mắt rầm 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 khóc tức tưởi. Rồi Minh Thành cũng là giống như nhói tim mình. Nếu như vậy mình đi tu mà mình không làm tròn cái đạo làm con, tu mà không thành đạo đó, thì mình là hai đường đều mất, lưỡng đồ câu thất, đời cũng không xong mà đạo cũng không xong. Cho nên người xuất gia nó không phải là không có hiếu với cha mẹ, mà cái hiếu người xuất gia nó khác. Có một lần Minh Thành về, có công việc về đó, mẹ Minh Thành khóc dữ lắm. Thì ba Minh Thành mới nói rằng nè, bà ơi, tôi với bà đó, cái tình thương đó, đối với con đó, nó giống như là ngòi kinh rạch, như sông vậy thôi, nó nhỏ lắm. Mà tình thương của người xuất gia của ông thầy á, nó giống như biển cả đại dương. Thôi bà hãy để cho sông ngòi kinh rạch nó chảy vào đại dương đi bà ơi. Cái câu đó tới bây giờ Minh Thành không có quên. Cho nên cái hiếu thảo người xuất gia là cái tình thương lớn, cái tâm rộng. Cho nên quý Phật tử hay là cái người không phải Phật tử, hãy nhớ rằng người xuất gia không phải không có hiếu, mà là cái hiếu lớn, đại hiếu xuất thế gian. Làm sao để mà mình mở rộng cái tình thương của mình đó. Minh Thành ngồi đây theo tinh thần của đạo Phật, tất cả quý Phật tử ngồi đây là ông bà cô bác cậu mợ chú gì là cha mẹ của Minh Thành. Không còn cái cha mẹ riêng của mình nữa, mà tất cả chúng sanh mình có bổn phận, có trách nhiệm. Cho nên á, cái tình thương của cha mẹ đó thì chúng ta thấy rằng là không có bờ, không có bến. Cho tới bây giờ ba Minh Thành là 73 tuổi rồi, mà mỗi lần Minh Thành đi hoằng pháp mà trở về đó, thì Phật tử biết là ông giặt đồ quần áo cho Minh Thành, giặt vớ, rồi ông bưng từ chung trà từng cái miếng ăn. Mỗi lần đi giảng về đó, thấy Minh Thành nói kháp kháp, đau cổ họng, khan tiếng là ông lấy mật ong, ông ngậm vô miếng cho nó thông cổ. Thì những cái nhỏ nhỏ đó mình thấy là còn rất nhiều cái ông có thể hiện ra, đâu phải thể hiện hết quý vị. Thì mình thấy cái tình thương đó nó như thế nào. Ba Minh Thành cũng vậy, mà ba của tất cả quý Phật tử ở đây cũng vậy. Mình phải là nhớ hai cái chữ hiếu thuận là quan trọng. Mình đừng có quên. Nhiều khi mình lo thương con, thương cháu mình mà quên. Giọt nước nó cứ chảy xuống không, mà nó không chảy ngược trở lên.
trừ khi nào ghim điện. Cho nên bữa nay là ghim điện, nước mấy công viên nó phúng ngược, nó năng lượng. Có ngày một kiền liên, cho mình nhớ là cái ân đức sanh thành. Còn mẹ Minh Thành nhớ rất rõ, hồi xưa nó đi học về 8-9 tuổi thôi, lại nhà để sẵn khoai lang, để sẵn bánh này kia, mà cái củ nào ngon nhất là nhường cho con. Còn đối với những người cô Minh Thành á, thì xin thưa quý Phật tử rằng á, Minh Thành có 4 người cô, mà trong đó có cái người cô nhỏ nhất, mà lớn nhất, mà mạnh nhất, mà có quy nhất. Nhỏ lắm, thứ 14, nhưng mà cỡ chừng gần 100 kg thôi à. Mà Minh Thành gọi là Bồ Tát. Là tại sao cô không những lo cho Minh Thành, lo cho chư Tăng, mà lo quý Phật tử biết như rằm tháng 7 hay là rằm tháng Giêng hay lễ Phật đản này kia đó, cúng rủ bạn với nhau để cúng lần 300-400 cái chùa, đem cả cái gia tài của mình ra để cất chùa. Và bây giờ còn giao cái miếng đất cả mẫu ngay mặt tiền, ta trả rất là nhiều tiền không bán, để ông về để ông cất cái chùa cho mọi người cùng tu. Cho nên Minh Thành á, được cái phước đức nhân duyên từ cha mẹ, từ cô bác, ông bà, cho đến tất cả đi tới đâu, sư phụ trụ trì đây thương, quý thầy ở đây thương, quý Phật tử ở đây thương, cho nên mới có mặt ngồi đây nè. Mình thấy cái ơn lớn lao lắm. Cho nên hôm nay Minh Thành nói là ân sâu nghĩa nặng. Mới nói ơn cha mẹ thôi, còn ba ơn nữa. Ơn Thầy, ơn Tam Bảo, ơn Đàn Na Tính Tí, ơn của quý vị đó. Ơn chúng sanh. Cho nên mình nhìn rộng ra, quý Phật tử thấy rằng là những cái người ân nghĩa sâu nặng nhất với mình, mà mình không có nhớ, mình không có báo đáp như vậy, thì mình nói mình từ bi thì từ ở chỗ nào? Phải không quý vị? Rồi giờ Minh Thành nói gần nhất thôi, cái ông mà hồi đó mình nói với ba má mình, nếu không cho ở chung với ổng là mình chết. Mà bây giờ rủi như nói cái câu gì hay hành động gì mà mình buồn bực đó, mình có thể lắng nghe, cảm thông, bao dung, tha thứ được không? Chỗ đó là chỗ quan trọng. Tại sao ngày xưa mình thương mến, mình quý nhau, mình lắng nghe nhau dữ lắm, mà sao bây giờ mình không lắng nghe nhau nữa? Cho nên mà hãy suy nghĩ kỹ, cái ân tình là quan trọng. Mình có được cái này rồi đó, mình học được cái biết ơn, cảm ơn này rồi đó, quý vị thấy là tràn ngập. Mình sống ở trong cái thế giới của biết ơn. Cho nên mình không có lý do mình giận ai nhá. Mình hiểu, mình cảm thông, mình thương rất nhiều. Những người bình thường ngoài đời mình thấy người ta khổ mình chịu còn không nổi mà. Em nói thiệt với chị nghe, em thấy ai nghèo khổ em chịu không có nổi. Em phải móc ra là vậy nè. Ít nhiều em cũng móc ra em cho, phải không? Nhưng mà nhiều khi cái người thân thương nhất trong gia đình của mình khổ đó, mình có chia sẻ không? Hay là nhìn cái mặt thấy chán ghét à? Phải không? Cho nên để ý cái chỗ đó. Ân nghĩa là quan trọng. Mình tu không phải càng tu rồi càng vô cảm. Càng tu nó không, bây giờ tôi tu rồi không có ân nghĩa gì nữa hết trơn. Không phải. Mà mình càng tu thì cái ân nghĩa của mình càng rộng, càng sâu. Không phải cái chỗ mà chiếm hữu, cái chỗ mà ích kỷ giống như hồi xưa, mà là thương bằng cái tình thương không có điều kiện. Huống chi là những người ân tình, ân nghĩa, ân đức với mình rất là nhiều, mình phải quan tâm. Mình vô mình lại Phật, tượng Phật đó mình lại quá chừng luôn. Nhưng mà mình không biết rằng có hai ông Phật sống đang ở trong nhà mình. Biết hai ông Phật đó không? Có lại mấy ổng không? Hay là đợi ông lên bàn thờ mới lại? Phật sống đó. Thương đi, kính đi, có hiếu thảo đi nha. Nghe rõ chưa? Cho nên ở trong kinh Phạm Vọng nói đó,
Hiếu thuận là pháp tột cùng của đạo. Hiếu là giới. Ở trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, bộ kinh lớn, giới kinh lớn của người xuất gia và của tất cả những người có cái tâm lớn, có cái nhìn lớn, có cái hành động lớn, thì nói rằng hiếu là pháp chí đạo. Chí đạo là cái chỗ tột cùng của đạo đức là hiếu. Cho nên tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Nếu muốn đạo đồng với Phật, trước tiên hiếu thảo mẹ cha, cung phụng vật chất cho mẹ cha được no ấm khi đói lạnh, gọi là tiểu hiếu. Phấn đấu thành đạt rạng rỡ tiếng thơm để cho gia đình của mình vui vẻ, tự hào. Đó là thuộc về là trung hiếu, cái hiếu vừa vừa. Nhưng mà trợ duyên cho cha mẹ trở về chánh đạo, xa rời cái nẻo ác, giải thoát sanh tử, khiến cho đó thân nhân thoát ly ba đường khổ. Cái đó mới gọi là đại hiếu, cái hiếu lớn lao. Ngài Liên Trì Đại Sư chia sẻ chúng ta ba cái cấp độ hiếu như vậy. Cho nên á, quý Phật tử thấy là mình tu, mình học cái gì đi nữa rồi đó, căn bản là hiếu thuận, là cung kính, rất là hay. Mình được cái đó tức là mình được cái trái tim của Phật. Cái điều kế tiếp á, là cái ân đức á, mà chúng ta thấy là của Thầy, của Tam Bảo này quan trọng. Mà hiện tại bây giờ nó hơi bị thiếu, thiếu cũng nhiều. Là bây giờ đó, ân Tam Bảo á, thì nó hơi xa một chút. Bây giờ Minh Thành nói cái ân Thầy trước cho quý Phật tử thấy. Là bây giờ đó, mình nghe Pháp á, không phải giống như là đi nghe nhạc của ca sĩ đâu. Nhớ cái chỗ này, nghe Pháp nó khác với đi nghe nhạc ca sĩ. Chứ không phải vài bữa nó ồ cái ông thầy này giảng vui quá, cười ha. Rồi ông thầy kia giảng vui, cái vài bữa nhảy qua thầy này, vài bữa nghe thầy kia, vài bữa nghe thầy nọ, cứ kiếm thầy nào vui nghe. Như vậy là đi tìm vui giải trí chứ đâu phải đi cầu Pháp. Cái này có nhiều không? Có không? Để ý cái chỗ này. Mình phải tìm cầu cho thật là kỹ một vị thầy. Sau đó mình phải nghe học với vị thầy đó là chính. Còn những vị thầy khác mình nghe phụ thêm thôi. Nhưng mà phải có một vị thầy chính. Chứ không thôi đa sư là hư bệnh. Mới khám bệnh thầy này uống, ông dặn về uống từng lễ, mới uống 2 ngày cái nói thầy kia hay lắm, chạy qua cái chỗ uống thuốc, ông dặn uống 10 ngày cái mới uống 4 ngày cái nhảy qua ông thầy khác uống, uống riết uống xong rồi cái bệnh nó nặng thêm nữa, phải không? Phải không? Cho nên cái này quan trọng. Cái thái độ cầu thầy, cầu Pháp quan trọng. Một vị thiện tri thức, một bậc đạo sư chỉ đường cho mình tu học quan trọng lắm. Quyết định 70% cái sự thành tựu của mình. Cho nên mình phải nó cung kính vị thầy đó, còn hơn cả cha mẹ. Cha mẹ sanh cho mình nhục thân, thầy của mình sanh cho mình trí thân, tuệ thân, pháp thân. Cho nên vị thầy là cha mẹ thứ hai để sanh ra cho mình cái trí huệ thân. Từ người xuất gia cho đến người cư sĩ đều phải để ý. Chúng ta thấy rằng cái ân đức Tam Bảo rất là lớn. Quý vị nhớ Đức Thế Tôn chúng ta đã hy sinh vô lượng vô biên kiếp. Cái này Minh Thành nói nhiều rồi. Có ra cái ánh đạo, rồi bao nhiêu vị cao tăng hy sinh để đi thỉnh pháp, thỉnh kinh, phiên dịch. Như cố hòa thượng viện chủ Vô Vạn Đức, thượng trí hạ tịnh, hòa thượng trí tịnh của chúng ta, quý Phật tử biết rằng ngài đã bệnh mắt từ nhỏ. Quý vị biết ngài học kinh như thế nào không? Hồi xưa đâu có giấy, đâu có mực nhiều như mình bây giờ đâu. 60 năm trước ngài lấy một cái chậu đổ cát vô phả cái mặt bằng rồi viết chữ nho học. Mà con mắt của hòa thượng bệnh mổ tới 4-5 lần, cho đến cái lúc mà hòa thượng không còn thấy đường nữa mà dịch kinh cho chúng ta.
cái phần kinh tạng ở trong Đại Thừa Hòa Thượng dịch gần hết. Hồi xưa đó, mấy thầy kể lại Hòa Thượng dịch kinh Pháp Hoa đó, lúc đó, đó cái thời chiến tranh mà lựu đạn đó, nó bay dèo dèo ở trên nóc nhà, mà Hòa Thượng ngồi bất động dịch kinh, hy sinh thân mạng. Cho nên ngày hôm nay mình mới có kinh, có pháp, mình trì tụng, mình học. Quý vị thấy không? Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Minh Hạ Châu, Hòa Thượng Minh Châu, biết bao nhiêu những cái vị. Rồi quý vị thấy là sư phụ ở đây, quý thầy ở đây, một cái khóa tu mà chuẩn bị chừng bao nhiêu, bao nhiêu ngày. Ở nhà quý vị chuẩn bị đón chừng 20 người khách, chuẩn bị mấy ngày, chuẩn bị mấy ngày, 20 người khách. Ở đây đón bao nhiêu khách? Đơn giản thôi, 2,000 thôi à. Mấy khóa tu mà một ngày đơn giản thôi, 2 vạn là 20,000. Đơn giản vậy thôi. Rồi lo bao nhiêu quý vị biết không? Quý vị có thương sư phụ trụ trì và quý thầy không? Thương vậy ráng tu, ráng giữ gìn thanh quy, ráng tu cho có kết quả tốt, về mình mồi đèn trao đuốc. Quý vị thấy không? Cho nên á, ở trong đạo nói sao, tham ngài Trần Nhân Tông á là một vua Phật của nước Việt Nam chúng ta. Ngài Trần Nhân Tông, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, còn gọi là Kim Phật Hoàng Đế. Lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta rất tự hào có một ông vua mà bỏ ngai vàng đi lên núi tu hành đắc đạo. Trong lịch sử của Phật giáo Trung Quốc suốt mấy ngàn năm chưa có một ông vua nào mà bỏ ngai vàng mà đi xuất gia hết. Mà nước Việt Nam chúng ta có. Mà ông vua xuất gia mà giác ngộ mà sáng lập nên cái dòng thiền Trúc Lâm. Vì Phật tử thấy không? Rất là tự hào. Mà ngài dạy chúng ta làm sao? Tham thiền kén bạn, nét thân này mới khá hồi âm. Học đạo thờ thầy, giọt xương tủy chưa thông của báo. Tham thiền kén bạn, tham thiền ở đây tức là đi hỏi đạo đó. Chữ tham là tham vấn, chữ thiền là đạo lý. Tham thiền hỏi đạo, đi hỏi đạo, học đạo, cầu đạo đó. Nét thân này đó, mới khá hồi ân. Tức là mình đem hết cái thân cái này mình trả đó, cả sinh mạng của mình đó, mình đền trả đó, cũng chưa có báo đáp hết cái công ơn của thầy, của bạn. Học đạo thờ thầy đó, giọt xương tủy chưa thông của báo. Của báo là gì? Là cái yếu tủy, cái cốt tủy của Phật Pháp. Tất cả chúng ta đều có một kho báo ở trong cái tâm thanh tịnh của mình, mà mình bỏ quên kho báo đó, mình chạy đi làm thuê, làm mướn, mình chùi cầu tiêu. Giống như chàng Cùng Tử trong kinh Pháp Hoa đó, nhớ không? Đó, con của tỷ phú mà đi làm thuê, giác mướn, đi hốt phân, đi chùi cầu tiêu. Cho nên đó, nếu mình thông được cái kho báo đó đó, giàu cho mình có nát thân này đó, cũng chưa có xứng đáng cái ân đức của thầy, của tổ, của thiện tri thức, bạn lành, hướng dẫn mình đi vào con đường đạo. Cho nên ngài Quyền Giác Thiền Sư nói rằng là xương tan thịt nát chữa đền xong, một câu thấu suốt siêu ngàn ức. Xương tan thịt nát cũng chữa đền xong cái ơn thầy đức tổ. Tại sao vậy? Một câu thấu suốt siêu ngàn ức, một câu pháp của Phật, của tổ, của thầy mà mình thấu suốt một câu đó thôi là mình vượt qua trăm ngàn muôn ức kiếp của sanh tử. Thấu suốt được một câu đó đó là mình vượt qua vô lượng vô biên sanh tử khổ hải phiền não. Cái câu đó là câu gì? Cái câu đó là vô thường khổ không vô ngã. Thường thường chiêm nghiệm nó, cuộc đời biến đổi, bất tội nguyện, trống rỗng, không có cái gì là ta thiệt, không có cái gì là của ta thiệt, tất cả chỉ là dai mượn tạm bợ mà thôi. Đó là một câu đó, thấu được cái đó là siêu phàm nhập thánh.
về nhà đó, nghiền cái câu đó, ngẫm cái câu đó, ăn với cái câu đó, uống với cái câu đó, ngủ với cái câu đó, đi với cái câu đó, đứng với cái câu đó, ngồi với cái câu đó, nằm với cái câu đó, nuôi nó giống như là mình đó, là lo cho cái bào thai vậy đó. Mà mình lo cho nó tới ngày mà nó đẻ ra một cái đó, đó là thánh nhân, gọi là trưởng dưỡng thánh thai, giác ngộ. Nhớ cái câu đó, vô ngã, không có cái gì là ta thiệt, không có gì là của ta thiệt, cái tạm bợ, cái đồ dởm không à, không có gì thiệt hết trơn á. Đừng có tưởng đồ xịn, đồ dởm không, đồ dởm không à, đừng có tưởng đồ xịn. Cho nên có cô Phật tử đó, khi Minh Thành đi hoằng pháp ở bên nước ngoài, cô dẫn Minh Thành đi 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 vòng vòng để cho biết, biết đây biết đó với người ta, mình nhà quê hay lúa. Mà cô này rất là thích hoa, cho nên ra tới cái chỗ đó hoa nhiều lắm, cái cổ vui mừng nó cũng nhảy lên, ôi đẹp quá hoa, đẹp quá thầy ơi. Mình thấy ờ cái này được rồi nha, đẹp ha, rồi đi. Mình cũng từ từ thôi đi lại, tới chừng lại cô rời vô cái cô buồn chứ, cô nói thầy ơi thôi đi, đồ dởm. Qua bằng nhựa không à. Ngay chỗ đó mình thành quát nhiên đại ngộ. Nhìn xa xa thấy nó đẹp, lại gần nó là đồ dởm không. Giờ ở gần thấy nó đồ dởm chưa? Hồi đó nhìn xa xa đó, giờ thấy đồ dởm hết chưa? Cho nên á, quý Phật tử phải nhớ cái ơn của thầy, đức của tổ rất là cao sâu, cho nên mình đảnh lễ thầy, cung kính quý thầy, lại dưới chân của Phật. Quý Phật tử thấy không, mình lại từ lúc 7-8 tuổi, mình lại lên mười mấy 20 tuổi, rồi 30-40 tuổi mình lại, 50-60 mình lại, lên tới 70 mình đi lụm vụm chống gậy vô mình lại, cho đến 80 mà 90 còn sống mình lại, mà 90 mấy mình lại, mà ngáp ngáp gần chết rồi cũng Nam Mô A Di Đà Phật rồi con đi. Cung kính tam bảo là quan trọng, ân đức mình phải nhớ kỹ cái đó. Tại sao mình lại thầy, tại sao mình xá thầy, tại sao mình đảnh lễ rồi mình dâng lên mình cúng dường, phải không? Mình phải biết rằng quý thầy, Đức Phật nhập diệt rồi, giáo pháp là giấy trắng mực đen, nếu các ngài không dịch, không giảng, không tổ chức tu, không dạy đạo, sao mà mình biết? Nhờ quý thầy, không có quý thầy thì Phật pháp mai một không còn. Cho nên chư tăng quyết định, yếu tố quyết định của tam bảo hoằng truyền chánh pháp. Cho nên mình kính tăng, mình trọng tăng, mình quý tăng, rồi mình yểm trợ, mình hộ pháp như vậy, để mình châm dầu vô cái ngọn đèn của tam bảo, cho cái ngọn đèn nó soi sáng ở trong cái đêm trường tâm tối vô mình. Một ý là một cái việc làm rất là có ý nghĩa. Quý vị thấy cái giá trị của cái sự cung kính chư tăng nhiều chưa? Cái ơn của Đức Phật á, là quý vị thấy là bỏ nước, bỏ thành, bỏ vợ, bỏ con, 6 năm khổ hạnh thuyết pháp giáo hóa. Cái ân của pháp là mở đường giải thoát, phân biệt chánh tà, diệt điều ác, mà hướng chúng ta làm điều thiện. Đó là cái ân đức của pháp. Cái ân đức của tăng là gì? Duy trì chánh pháp, thay Phật tuyên dương, truyền trao cái lẽ diệu cho mình. Ân đức của tăng. Cho nên á, còn cái ân của thầy á, là có 3 điều: khai sáng tri thức, mở rộng cái thấy biết, và khuyến khích nhắc nhở sách tấn mình tu hành. Quý vị thấy không? Quý thầy khai sáng cho mình cái tri thức về đạo, rồi đó là quý thầy mở rộng cái thấy biết cho mình về chân lý. Mỗi lần vô tu nó giống như là nạp năng lượng vậy đó, phải không? Mà đi tu về cái tự nhiên là cảm thấy là bầu nhiệt huyết nó nhiều lên. Mà giờ nó tới Phật thất mà không đi tu thì ở nhà giết nó nguội rồi nó lạnh, phải không? Rồi có khi là nó giống như lục bình trôi sông, mà đi vào khóa tu thì tự nhiên về có thấy hâm nóng lên, là nhờ sự khích lệ, phải không? Nhờ sự sắp tấn, nhờ sự nhắc nhở của chư tăng mình tu. Cho nên quý Phật tử thấy cái ân đức của tam bảo là quan trọng.
Chúng ta nhớ rằng đó là cái ân đức á, mà chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ đó, thì á, mình sống rất là vui, bởi mình nhìn ai mình cũng thấy có ơn với mình hết đó. Còn nếu mình không có quán chiếu cái sự biết ơn, cảm ơn này để mình nhìn cái cô kia, cái tánh không được đâu. Phải không? Nhìn cái bà kia, cái bà xấu vậy nè. Mình nhớ cái chuyện xấu, chuyện dở của người ta không à? À, rồi quý vị thấy rằng á, như vậy thì người ta nhớ chuyện gì của mình? Mình nhớ xấu của người ta, rồi ta có nhớ cái tốt mình không? Quý vị thấy không? Cho nên mình nhìn thấy cái hay, cái đẹp nhất của người thì người sẽ nhớ cái tốt, à, cái những cái quý của mình. Thì tự nhiên mình sống với nhau rất là vui, đi đâu cũng hoan hỷ hết á, đi đâu cũng cung kính hết trơn á, đi đâu cũng thấy trời ân nhân không à, chỗ nào cũng toàn ân nhân của mình không à. Thì vậy quý vị thấy mình sống rất là hoan hỷ, rất là an lạc. Như vậy thì á, ân cha mẹ là đứng đầu phải không? Ân tam bảo, trong đó có ơn thầy, à rồi đó, ơn quốc gia xã hội và cái ơn chúng sanh vạn loại. Nó biết bao nhiêu những cái người mà rất là khó khăn để mà làm cho chúng ta có cái cuộc sống được an ninh, được bình an như vậy. Quý vị nhìn thấy thế giới nhiều nước rơi trong cái cảnh chiến tranh khủng bố, à, rồi bao nhiêu những cái hiện trạng ngày nay quý vị nhìn thấy trên thế giới đó, động loạn. À, chúng ta có được cái sự bình an, mình phải biết ơn. Đó, biết ơn mọi người. Rồi đó, cái ơn chúng sanh vạn loại thì quý Phật tử thấy rằng là trong Kinh Tâm Địa Quán có dạy đó, từ xa xưa cho đến nay tất cả chúng sanh lưu chuyển ở trong sáu đường, trải qua trăm ngàn vạn kiếp đã từng làm cha mẹ của nhau. Như vậy thì theo lời trong kinh nói đó, là chúng ta thấy rằng là tất cả chúng ta đều có sự liên hệ ở trong quá khứ. Nhưng mà bây giờ mình nói cái gần nhất đi, quý Phật tử thấy giờ như mình có mặt ở tại chỗ này đi, à, thì mình nghĩ rằng hồi xưa đó thì mình chắc là cũng con của sư phụ chủ trì trong một cái kiếp nào đó, chứ tự nhiên giờ sao mà cưu mang quá chừng này nè. Nhất trí vậy không? Xong mình cũng bà con cháu hay chị anh gì cũng quý thầy trong đây nè, cho nên giờ quý thầy mới lo cho mình, chứ bỗng nhiên biết bao nhiêu người sao không lo, tự nhiên lo cho mình. Hồi xưa nó chắc là quý vị cũng là ba mẹ cô bác gì của Minh Thành, cho nên giờ Minh Thành mới có ngồi ở đây nè. Cho nên đó, quý vị nhìn thấy đó, rộng ra mình thấy hay lắm quý vị. Mình nhìn bằng con mắt của Phật Pháp mình thấy hay lắm, biết sao không? Mình đi trên cái con đường chán nhựa như vậy, bỗng tự nhiên có nhựa chán cho mình sao? Biết bao nhiêu công sức, tiền của, mồ hôi, nước mắt, thậm chí quý vị đi mà nhìn thấy cái miếu nhỏ nhỏ đó là biết cái gì không? Biết gì không? Hy sinh để làm đường cho mình đó. Chứ không phải tự nhiên mà mình có con đường trắng nhựa gì mình đi. Rồi cái áo mình mặc, đôi dép mình mang, cái mắt kiếng của mình, à, thậm chí cái răng giả của mình á. Quý vị nghĩ rằng là mình lại cái vòi nước, mình mở ra cái nước nó tuôn ra vậy là bình thường hay là đặc biệt? Bình thường hay đặc biệt? Mà mình có thấy đặc biệt không? Đâu có thấy đâu. Mình lại mình bấm cái nút lên cái tự nhiên quạt nó quay, nó mát giữa trưa hè vậy là bình thường hay đặc biệt? Mà mình có thấy đặc biệt không? Mình đợi nó cúp chừng 2 ngày, lúc đó có điện lên cái mình nhảy cà tưng giống như em bé này nè. Cho nên cái tâm lý chúng sanh mình là đợi mất rồi, lúc đó mình mới tiếc, mình mới quý. Còn bình thường có mà không thấy. Cho nên á, Đức Phật dạy mình đem cái tâm của mình trở về giây phút hiện tại để nhận biết những cái có mặt chung quanh mình, nhận biết để mình thấy được cái giá trị, cái lợi ích, cái công lao của mọi vật. Quý vị thấy nó phải đơn giản mà, nữa mình mở cái vòi cái nước nó chảy, quý vị coi mấy cái chỗ mà nước không có nước uống, đừng nói là nước sinh hoạt cũng thiếu. Rồi quý vị thấy những đứa trẻ nghèo đó là da bọc xương ở châu Phi đó, không có cơm ăn, không có áo mặc, mà nó nằm chỗ nó đi không nổi, bởi vì nó không có dinh dưỡng, không có đồ ăn.
Bây giờ mình lên mình ngồi đó rồi đó, dọn ra bốn món mà mình chê. Chê mấy món này không vừa miệng, giận buồn nữa, con không lo. Quý Phật tử thấy không? Cho nên nếu mà mình khéo có cái sự quán chiếu suy niệm rồi mình thấy rằng mình ngập tràn cái ân đức, mình cảm ơn cuộc đời lắm. Không phải tự nhiên mà mình reng reng reng, alo đang ở đâu vậy? Nam Cali, Mỹ. Nửa dòng trái đất mà mình nói chuyện không tốn tiền, Viber, Zalo rồi này kia. Quẹt quẹt, nó có biết quẹt không vậy? Già cho quẹt hay lắm á. Tất cả cái đó là gì? Là chất xám của nhân loại, của bao nhiêu nhà phát minh khoa học. Người ta đầu tư vô đó cả kỳ hàng trăm năm, mình leo lên cái chiếc máy bay, mình ngồi mình bay cái dù từ Hà Nội vô đây tu. Sướng không? Có cảm ơn người ta không? Nếu không sáng kiến ra thì có tiền cũng đâu có ngồi đó ra được. Có cái máy bay nào mà bay lên bay nó lọt xuống rồi làm sao? Quý Phật tử thấy không? À, cho nên nó mình suy xét ra rồi đó, mình mới thấy rằng là gì? Là từ cái ngọn cỏ, từ cọng rau, từ giọt nước, từ cái bóng đèn, phải không? Từ cái cây lá xanh, à, tất cả, thậm chí mặt đất, mình cũng mang ơn. Chứ vậy thì là gì? Là mình cảm ơn tất cả cuộc đời này để cho mình có được cái sự sống như ngày hôm nay. Cảm ơn cha mẹ, cảm ơn thầy tổ, cảm ơn Đức Phật, cảm ơn giáo pháp, cảm ơn những bạn đạo, người thân của mình, cảm ơn hết tất cả mọi thứ đang có mặt để tạo nên cái điều kiện tốt cho mình tu, mình học, mình làm được những việc thiện. Thậm chí mình cảm ơn những cái người nghèo đó, nhờ có mấy người nghèo đó mình mới có cơ hội bố thí, mới có cơ hội từ thiện. Nếu ở Mỹ muốn đi từ thiện cũng không có chỗ đi từ thiện. Về đây từ thiện không? Nhất trí có vậy không? Cho nên ân sâu nghĩa nặng, phải nhớ. À, ân nghĩa mình xin nguyện đền. Hãy nhìn với nhau bằng sự cảm ơn, nhìn với nhau bằng sự biết ơn, nhìn với nhau bằng sự báo ơn, đền ơn. Và chúng ta cùng nhau xây dựng lên một cái thế giới tỉnh thức, yêu thương, biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn và đền ơn. Chứng
công cha thời nhiều nào là khi ối con ơi bồng bế con sữa nâng niu. Nhọc nhằn cha mấy cho đêm ngày thì con đi bú con ăn, đêm đi nằm quần áo chiếu chân nó ướt thì đành nằm chỗ ướt ní thôi, mẹ chịu cho đành tâm. Con ơi thì mong tháng mong đủ mà đầy năm. Mong ngày, mong tháng, mong năm, mong bao giờ được lớn khôn bằng cha mẹ là người hiếu trung công Thái Sơn ối con ơi phụ mẫu ngàn trùng. Thái với sơn phụ với mẫu ngàn trùng, đói với nghèo mẹ khuyên con cứ ở hiếu trung thảo hiền cha mẹ thì thời gian chân yếu tay mềm đền cơm già sữa kéo phiền mẹ cha nuôi vẫy con, mong con tươi tốt được bằng hoa nuôi con từ thở trước nước ngây thơ nhưng là chớ có quên ối con ơi công cha thời ngại mẹ sinh con ra.